rồi hello cả nhà à, xin chào cả nhà đã đến với lại kênh youtube Trung Hoa thái ngô capital à, quay trở lại video nhận định thị trường Trung Quốc hàng ngày à, thì trước khi đi vào nội dung uh, video thì mọi người đừng quên bấm cho thấy một nút like ai chưa đăng ký thì bật cái nút đăng ký nha để lại một uh, uh, nút tim dưới phần bình luận của video thái ngô cảm ơn mọi người à, không biết là ngày hôm nay mọi người uh, ở ngoài kia là mua bán như thế nào à đây mình điểm sơ qua lại cái câu chuyện mà ngày hôm nay chia sẻ với anh chị trong group vip nè mọi người bán tim khá là nhiều các anh chị nha vì sao vì trong bối cảnh vừa qua là Thái Ngô đều chia sẻ với anh chị trong group VIP của Thái giờ bình tĩnh và múc cổ phiếu dòng banh cho Thái. Thật ra cái câu chuyện về cổ phiếu dòng banh thì mình có chia sẻ một lần nữa như thế này nè mọi người nè. Đây. Cái giai đoạn vừa qua các chị ha, mình còn nhắc tiếp tục ngày hôm nay một lần nữa nè, đoạn vừa rồi dòng ngân hàng ai cũng hô là đại sống thần rồi à, sống sống A B C X I, Z đủ các kiểu rồi đu đỉnh giá cao ngay những khúc hưng phấn. Và mình có chia sẻ cho mọi người yên tâm sẽ có một ngày nó quay trở lại cái vùng mua thì chúng ta sẽ enter bỏ qua cảm xúc sợ hãi lo lắng rồi mệt mỏi vân vân và vân vân và đúng y như rằng là giờ nó về lại những cái vùng giá canh mua nè thấy có nhắc với anh chị giờ tiếp tục mua và hãy canh những cổ phiếu này mua cho thái nó là câu chuyện của tiên phong banh mua giá 15.7 5.8 chấm có gì đây nó mắc nhiều mua cái gì đúng không còn đây nó về lại đúng y cái vùng này mà lên trên này và mình đã lặp lại trong rất là nhiều video rồi anh chị có công nhận mà lên trên này thì đa phần nhà đầu tư giờ nghe người ta hô hào à sống bên rồi giờ nước rút giai đoạn 2 rồi nhịp 2 nhịp a b c x y z đủ các kiểu hết đại sống thần luôn hô thì rất là kinh khủng luôn y như rằng là dính ngay đọt à, và dính ngay đọt bây giờ nó về lại cái vùng cái điểm này là cái điểm khởi nguyên đúng không ạ của một cái trận sống vừa qua tức là nó tết lại mẫu hình của nền phẳng Ôi, giời, về đây không mua thì biết mua giá nào đẹp hơn nữa mọi người ạ à. cho nên thấy ngồi nhắc với mọi người là giờ à? mốc không có nhắc, không nhắc nhiều cái gì ạ à? ha và nhắc liên tục từng ngày luôn cái gì đây à, cách đây vài phiên cái gì à? À, vì khi vinet nó còn ở vùng mấy thì cái tư duy của thái lúc này là gì à? đặt cược cho cái câu chuyện của dòng ngân hàng đúng không ạ đặt cược cho câu chuyện của dòng hàng à, vì sao vì đến một giai đoạn nào đó những cái cổ phiếu mà của những cái nhóm ngành giờ à? nó tăng nóng cái gì à? thì nó sẽ đa phần nó để điều tiết dòng tiền về ngược lại dòng banh dòng bất động sản à, đúng không ạ đây cập nhật chứng khoán thị trường hàng ngày nè à, trong ngày hôm nay trong rút thì mình có chia sẻ một lần nữa cái nhịp độ đồng thị trường chứng khoán à, đa phần là dòng bất động sản và dòng ngân hàng là ngày hôm qua tăng dòng bất động sản ngày hôm qua tăng rất là đẹp thì ngày hôm nay nó tới phiên câu chuyện của ngân hàng à, chứng khoán cũng hồi ngày hôm qua thì ngày hôm nay là giờ ngân hàng như vậy là một lần nữa dòng tiền nó đang trả lời là giờ ok nó quay trở lại tứ trụ à, tứ trụ là giờ banh chứng thép bất động sản ok rồi câu chuyện tiếp theo là ctg các chị ctg tại sao tới ngôi nhất với anh chị canh mua tiếp tục ở đây và hiện tại cái giá chúng ta đang lại rất là đẹp các chị vì sao vì nó test đúng mi trở lại vùng fibonacci ở chỗ này thì có rất là nhiều người chửi bới cài khịa rồi khịa trên đầu các chị nhưng mà thật sự nhá chúng ta giờ cứ bình tĩnh thôi mọi người nha về lại đúng mi cái vùng này và mình có cái vùng 32.8 này mình còn chia sẻ với mọi người nha và giờ dạ, còn à, lập ra cái chiến lược giao dịch đối với một số anh em nè mình kêu ví dụ về lại cái vùng Fibonacci 0.618 này rồi chúng ta đâu biết ở đấy có nhưng mà ít nhất nó có một, có một cái cơ sở dữ liệu cái thứ hai là giờ dạ, mua đúng cái cổ phiếu kinh doanh dạ. mua đúng cái dòng ha và sau đó thì nó lên trở lại và chúng ta lại có một cái khoản lợi nhuận và bây giờ cái vị thế chúng ta rất là đẹp đúng không ạ vị thế chúng ta dưới này nè thì quá khỏe rồi và tiếp tục ngày hôm nay là có gì nè Trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thái Ngô vẫn nhắc tiếp tục buổi chiều Buổi chiều là khi mình mình chia sẻ với mọi người là đây VB Bank đang có dấu hiệu đấy Dần dần nó đi lên Và nó lấy lại được MA200 khi đóng cửa trên 18.7 Một vài phiên tới hy vọng nó sẽ tăng tích cực Cùng với lại giờ Tiên Phong Bank và CTG khác Như vậy là giờ bữa hôm nay nhắc tiếp tục luôn Buổi sáng cũng nhắc luôn Và rồi xong Khi mình thấy cái đặt lệnh như thế này là Có gì nào Đó đặt lệnh mà đặt lệnh bán cố tình bán giá 19.000 với gì, với khoảng 3,7 triệu rồi xong. VB mà đặt cái lệnh bán kiểu này thì ối giời ơi ổn ha. Nhìn cái lượng bán mà hơn 3 triệu cổ phiếu chắc bên bán thế này thì nó mới tích cực. Còn nếu mà trường hợp một đặt một cái cục mà bên bên mua thì chúng ta mới thấy nó nó giờ nó đang làm cái trò thôi cái gì Nhưng mà rõ ràng giờ ngày hôm nay BB cũng cực kỳ đẹp luôn. Đúng mi Tết trở lại cái vùng năng đền đáy này lên Như vậy là hiện tại chúng ta bây giờ đã chia sẻ với anh chị rất là kỹ Đúng không ạ? Đây Cách đây khoảng cuối tuần à, vừa rồi á Dấu hiệu bắt đáy một nhiều nhịp hồi sớm sẽ diễn ra Và tăng mạnh chữ V ngày hôm qua mình còn chia sẻ với mọi người nữa nè Và hiện tại VNX nó sẽ tăng về đâu? Và bây giờ à, những cái cổ phiếu nào nó tiếp tục mạnh trong thời gian sắp tới Thì mọi người đừng quên theo dõi hết video này Và hãy để lại cho thấy một like, một lượt đăng ký nha anh chị nha Ok Rồi À, trong ngày hôm nay thì Thái Ngô vừa lọc ra những cổ phiếu tăng giá rất là khỏe Đó là những câu chuyện như là CDG CDG ngày hôm nay tăng quá khỏe và giờ xác nhận đấy luôn Đúng không? Đánh red qua và vượt qua đường MA21 Thì đấy chính là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta phải nhìn vô cái nhóm ngành Nếu trong trường hợp nhóm ngành nào hiện tại đang giờ vượt đỉnh là một Gần đỉnh là hai Không giảm mạnh là ba Và có một cái yếu tố là giờ thứ tư là phải lấy lại đường em EMA 21 và nhóm nào mà có những cái cổ phiếu trong ngành trong nhóm đó mà nó nó thỏa một số cái điều kiện mà mình vừa chia sẻ thì rõ ràng các chị nên tập trung dòng tiền vào những nhóm ngành như vậy và trước đó nó phải là một cái sóng tăng anh chị nha ok thì ngày hôm nay chúng ta có CTG nè có HVN quá vui rồi giờ DS ông bất động sản và khi cổ phiếu thằng này thằng con mà nó tăng như vậy thì thằng cha giờ đất xanh tiếp tục có chị tiếp tục đất sân bây rất là khỏe và mình có chia sẻ cho mọi người nè chút được rồi thì chúng ta là giờ đã mua đúng y cái vùng 15.8 15.9 tiếp tục nắm giữ các nhờ ha và hy vọng nó đã thoát cái trend giảm như thế này thì rõ ràng những cái nhịp Tết ngược trở lại thực ra người ta chỉ muốn mua thôi các nhờ ha bây giờ cái điểm chặn lỗ chúng ta rất là thấp luôn nếu trường hợp nha nó thủng qua vùng giá khoảng 15.6 là cắt còn không chúng ta sẽ ăn một cái nhịp đánh rất là mạnh lên thậm chí nó có thể là giờ về 17.8 và nó lên luôn là 19.5 trong bối cảnh sắp tới Ok nha, quan trọng là gì ạ dạ. Cố gắng tìm ra cái giá mua tốt là ok mọi người nha Bởi vì trong cái thị trường này nè Thằng A, thằng B, thằng C, thằng D cùng mua một cổ phiếu Nhưng mà nó sẽ hơn nhau ở một cái góc độ là gì ạ dạ. Tôi cầm cái giá nào, anh cầm cái giá nào, anh có bị teo Khi mà dạ, thị trường nó đạp như vậy là nhiều ông dạ. Đáy không ra giọt luôn á dạ. Bởi vì cái giá chúng ta cầm nó rất là quan trọng mọi người ạ dạ. Ok, rồi Tiếp tục cái gì nè à, Đạm Phú Mỹ, ngày hôm nay cũng tăng tăng khá là khỏe nha rồi quảng ngãi được quảng ngãi sugar đúng không đường ngày hôm nay cũng có những cổ phiếu là nỗ lực vượt đỉnh nè. rồi frt gil ạ. À, ha cho nên là cơ bản là chúng ta đang thấy giờ thị trường nó frt ngày hôm nay cũng tăng giá nè ha à, như vậy là chúng ta thấy giờ à, câu chuyện lúc này là giờ khi mà dòng bất động sản liên tục à, cùng với lại dòng ngân hàng rồi sau đó chứng khoán hồi phục thậm chí hòa phát này hôm nay cũng có yếu tố gì hồi phục trở lại Ma San có gì đó Ma San cũng bắt đầu gì ạ Cũng nỗ lực tạo ra cái vùng đấy Nhưng mà thật sự lúc này nha Chúng ta nhìn lại từng dòng một cho thấy nha Đầu tiên là chúng ta sẽ về lại câu chuyện VNX đi Lúc này VNX nó sẽ hồi phục về đâu mọi người ạ Ở Đây à, Rất là đơn giản thôi các chị Khỏi cái cần màu mè hoa lá hẹ Đúng không ạ à, Không biết là trong cái giai đoạn vừa qua là mọi người làm gì Nhưng mà thật ra Thái có chia sẻ cho mọi người rất là kỹ rồi Về dưới này mà bán cái gì nữa về như này thật sự là cái vùng mua và muốn bán đúng không? Trong một vài phiên tới nó tăng lên cho mọi người, mọi người bán cái nhiều ông đồ dưới này cắt là xong, cắt xong bắt đầu từ từ Chuẩn bị ha, nếu mà trường hợp cái câu chuyện mà DSA tức là cái chỉ số đô la index các giờ Nếu trường hợp nha, nó không tăng vượt qua 107 và từ đó nó tạo đỉnh á Thì mình tin chắc luôn Thậm chí là tuần sau nó sẽ có bùng nổ theo đà sớm cho mọi người và lúc đó nó sẽ kích hoạt dòng tiền Của những nhà đầu tư và đánh theo trường phái đà tăng trưởng người ta sẽ vào lại Người ta sẽ múc, người ta sẽ đu đúng không ạ? Còn bối cảnh này là mình có chia sẻ rồi vài phiên trước rồi là bối cảnh của mua gì uh, ạ? Dạ, hỗ trợ bán thắng cự và mình có chia sẻ rất là kỹ nè các nhìn nè, đây. Đó, đây. <laughs> Trong bối cảnh hiện tại đúng không ạ? Có những người mua nha. Có những người mua là giờ dạ, sẽ có thể là bị người ta cà khịa nhưng mà nó không quan trọng các nhớ dạ. Không quan trọng đúng sai, tại vì đối với anh á, là anh vừa bán xong anh hô nó sẽ sập. Sắp mặt lờ luôn. Còn đối với những ông mà đã mua rồi thì rõ ràng người ta hô lên đúng không ạ quan trọng các bạn, bạn phải tách biệt ra khỏi cái câu chuyện các bạn đứng ở đâu và đón từng cái cây nến một rất là căng thẳng đúng không ạ thật ra kỹ thuật chúng ta phải nhìn đúng không ạ và chúng ta phải giờ sau đó chúng ta phải kết hợp vào những cái nhóm ngành nữa mọi người ạ à. ok nha dĩ nhiên là có một cái điều khả năng lúc này thị trường nó xấu ở một cái chỗ là gì là riêng ông nước ngoài cái gì cha nội nào mà trong giai đoạn hiện tại cổ phiếu nào nha mà được nước ngoài mua rồng thì mình nói gì nói như vậy nè các bạn nào nó hiếm lắm cái gì? nó quý vô cùng luôn thì ngày hôm nay có một số cổ phiếu như là dòng ngân hàng cái vẫn được nước ngoài mua rồng như CTG nè CTG là cổ phiếu giờ mình nhắc với anh chị mua và mình đưa ra chiến lược và mình thấy nè nó mua rồng liên tục trong những phiên vừa qua như vậy nó trái ngược hoàn toàn với lại câu chuyện của giờ cả một cái thị trường đúng không ạ và sáng ngày hôm nay mình còn nhớ nó thấy nó có gì nó bán rồng hai trăm mấy ba trăm ngàn cổ và cuối phiên là nó kéo đánh lên rất là mạnh và cuối cùng giờ nó mua một gần 2 triệu cổ phiếu trong cái buổi chiều và mình để ý, để ý là liên tục hành động này được lập đi lặp lại STB những ngày hôm nay cũng được mua rồng VB Bank cũng được mua rồng các gì? thì đó chính là một trong những cái giờ, cái điểm sáng và điểm sáng này nó đang tập trung ở dòng banh trước đó thì mấy ông là hô bất động giờ hô banh ở trên này nè trên đọt này nè sống thần bây giờ bán nhà bán cửa rồi nhảy vô mua và sau đó giờ hưng phấn nằm một cục chỗ này và nó không chạy nữa các gì? vì các anh chị biết tại sao mà các anh chị biết tại sao mà mà thị trường nó vận hành như vậy không ạ? À? bởi vì bản chất lúc này như thế này nè, thằng lái nó có một cái nhiệm vụ gì à? duy nhất đó là gì ạ? À? ép nhà đầu tư mua giá cao và ép nhà đầu tư bán giá thấp. nó không quan tâm bạn là ai, bạn là doctor, giáo sư, tiến sĩ hoặc là gì à? À, doanh nhân hoặc là à, thành phần khối đất đâu rồi vân, nó không biết, không quan tâm, nó không khe và nó không khe cảm xúc của cá nhân nó cũng không biết là ở ngoài kia người ta đang chửi nó, chửi nó như thế nào. cái việc của nó làm rất là đơn giản thôi tạo lập đó là như vậy mọi người nó không quan tâm bạn là ai bạn đau khổ vật vả mừng rỡ hay không ok nhá quan trọng là giờ nó chỉ làm hai cái việc đó thôi thứ nhất là ép bạn phải mua giá cao khi hưng phấn để người ta bán ra hàng thứ hai là giờ khi mà trường hợp mà đu quá cao như vậy thì nó bán xong hoặc là nó giờ nó muốn đánh lên mà nó lại thấy cái lượng nhà đầu tư lại ôm quá nhiều thì rõ ràng nó phải đạp xuống nó phải đạp xuống thôi đó là góc độ và mình mình đang nhìn nhận về nhân sinh quan thôi nha còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái kỹ thuật nè thì rõ ràng giờ vinex nó đang tạo ra một cái trạng thái hồi phục giống như tháng thứ tư và tháng thứ 8 vừa qua tức là nó nói một cái đường trend line và đang giữ vững được cái đường trend line này à, bây giờ thì cái nhịp hồi phục của nó ở đâu ok các gì rất đơn giản thôi chúng ta sẽ xem nó sẽ hồi phục về đâu nha rõ ràng nếu mà trường hợp bây giờ chúng ta xét nó ở một cái góc độ hồi á thì bây giờ nó sẽ có hai cái vùng hồi Đầu tiên nó sẽ lắp luôn cái gap này Và giờ nó sẽ quay trở lại cái vùng mà nó đã bị thủng trước đó Tức là 1240 Thì nếu mà trường hợp ông nào muốn bán thì rõ ràng bây giờ nó hồi lên cho nó để cho bán à Bán thoải mái chứ mất gì là trong những phiên trước mọi người bán Đúng không ạ? Rồi trạng thái hồi tích cực tiếp theo á Thì nó có thể là giờ hoàn toàn nó sẽ lấy lại vùng 1250 Nhưng, nhưng mà các anh chị phải chú ý và theo dõi thêm cho thấy cái bối cảnh của chỉ số sức mạnh đồng đô la nha nếu mà trường hợp đô la mà nó tạo đỉnh ở vùng 107 á, thì mình tin chắc là giờ nó sẽ tạo ra một cái cụm tích lũy trên này ví dụ nè đây có gì nè trong giai đoạn trước nha nó cũng đạp thủng rất là mạnh luôn và sau đó giờ nó tăng lên tăng lên tăng lên theo hình chữ B luôn các anh chị theo hình chữ V luôn và trong quá trình tăng lên chữ V này, nó cũng có giờ 4 năm phiên đứng lại để nó tạo ra một cái nền và sau đó giờ nó red out luôn tức là cái phiên bùng nổ theo đà và giờ dạ, nếu mà trường hợp bối cảnh thị trường trong vài phiên tới có gì nhá nó đạt cái điều kiện mà thấy cô chia sẻ như vậy á, thì rõ ràng là giờ dạ, tiền nó sẽ quay trở lại và nhà đầu tư sẽ tiếp tục cái công công cuộc của họ là họ sẽ đu đúng không ạ? À? đó thì đó là cái góc nhìn của thế và khi nó tăng lên lại như vậy thì không phải là cổ phiếu nào cũng tăng lên gì ha nhưng mà ít nhất nó sẽ có một cái cái lộ trình tích cực hơn rồi thì đó ngày hôm nay là chia sẻ <laughs> mọi người lắng tin rất là vui và giống quan điểm mà mình đã chia sẻ xuyên suốt trong giai đoạn vừa qua cái gì hai nhóm dễ tạo đấy trong video gần đây nhất nữa nè rõ ràng là mình có chia sẻ với mọi người à. bất động sản và ngân hàng bất động sản là đất xanh bây giờ chúng ta được hơn 11 phần 12 phần trăm rồi tiếp tục nắm giữ cái gì vậy? à, và đánh về đúng đường trên like này và cái form này đang khỏe nha và trong nhóm bất động sản thì mình sẽ phân tích tiếp theo nè ví dụ thì viên hôm có gì thì viên ở chỗ này nè nếu mà chúng ta nhìn nhận ở góc độ về kỹ thuật nha bỏ qua câu chuyện của lái liếc trên trên cổ phiếu này đó, thì rõ ràng ông nội này nè Ông đang có một cái hành động phiên bùng nổ theo đà sớm hơn VN Index Các anh chị đồng ý không ạ? Đây có gì? Nó tạo ra một cái đáy thứ nhất, đáy thứ hai, test đi, test lại và sau đó có một cái hành động bùng nổ Thì nếu mà trường hợp VN Index nó cũng làm được như vậy thì nó là quá ok Tức là bây giờ trong lòng thị trường, trong lòng của VN Index có gì? Nó đã có nhiều đúng không ạ? Nó sẽ bắt đầu manh muốn có những cổ phiếu tăng trước và thậm chí nó sẽ tạo ra những cái phiên bùng nổ theo đà trước luôn VN Index thì đó là một trong những cái tín hiệu tích cực à, dĩ nhiên nó sẽ có những cổ phiếu vượt đỉnh và có những cổ phiếu giờ nó sẽ thủng đáy tiếp theo à, thì quan trọng là mọi người phải chọn những cổ phiếu nào và phải có sự xác nhận như vậy ít nhất thằng viên hôm bây giờ nè nó đã có một cái sự xác nhận như vậy là ok còn bỏ qua câu chuyện của viên hôm thì lúc này chúng ta thấy giờ đất xanh đang khỏe nhất trong ngành trong nhóm ngành bất động sản đúng không ạ rồi sau đó các anh chị thấy nè à, hôm đúng không ạ à, xin lỗi mọi người đất xanh rồi à, phát đạt rút trong bối cảnh hiện tại. đây nó đã lấy lại đường IMA21 rồi các anh chị và cái hành động này mình nghĩ nha khả năng các anh chị bây giờ nếu mà trường hợp mọi người mua cái xác suất mọi người thua lỗ đúng không hả? nó sẽ giờ chỉ lũng qua vùng giá khoảng 19.5 mọi người bán nhưng mà mọi người sẽ có một cái chặn đường gì tăng giá nếu trường hợp nó tăng lên nha nó sẽ tăng lên rất là khỏe luôn đúng không ạ và chỗ này hành động này đang cố gắng thoát ra đường trendline và đang nằm trên đường EMA 21 hai phiên rồi và đất xanh mà tăng nữa thì ông nội này ông sẽ tăng và các anh chị có thể là mua thoải mái và như vậy là giờ trong đức phép Thái ngôi đã chia sẻ với mọi người rồi và anh chị nào thấy cái phương pháp giao dịch của thái phù hợp với mọi người nha thì chủ động nhắn tin zalo về sớm bởi vì giờ mình để mình nhận được khá là nhiều tin nhắn của mọi người muốn vào đức phép và tránh tình trạng sau này lên cái bắt đầu hô sóng thần nó giảm cái bắt đầu là giờ hô đau trên là chết đầu tư như vậy phải bình tĩnh cái gì có những thời điểm giờ các anh chị phải chấp nhận những cái khoản nó 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 rung động cái gì một cái cơn sóng nó không thể nào gì nó theo đồ thị xin có gì nó lên xuống lên xuống lên xuống rồi nó đánh cho làm cho người ta giờ hoang mang chán nản sung sướng cực độ rồi giờ, rồi bắt đầu giờ lại buồn buồn xong lại vui đó à, ví dụ nè sau đất xanh là phải phát lập rút cái gì và giờ hà đô gấp trong này mình cũng đang chú ý và mình thấy cái điều này diễn ra ha thì các anh chị có thể là canh chú ý mua những cổ phiếu này ha và cái điểm chặn lỗ thì rõ ràng nếu mà trường hợp nhà đầu tư mua thì giờ, cái chặn lỗ mọi người phải sát ở dưới này cho thấy 26.9 là mọi người phải bán nếu trường hợp nó thủ rất là đơn giản đó nhỉ ok nhá còn khi nó tăng thì rõ ràng nó sẽ có một cái sóng tăng rất là ok hoặc là TCH lúc này là cũng đang lấy lại vị thế và bắt đầu giờ đang có những cái hành động giữ trên đường im mà mốt là một trong những cái yếu tố tích cực và cổ phiếu này thật sự nha nó nhìn thằng đất xanh mà sống vượt qua vùng đó thì rõ ràng giờ thằng T sắp vàng đích rồi thậm chí Novaland nó mới lên cái gì ha thì ok thì mình đã chia sẻ với mọi người một nhóm ngành rồi sau đó mọi người phải tìm ra cũng hai đến ba cổ phiếu mà mạnh nhất trong nhóm ngành đó đó thì dĩ nhiên những cổ phiếu khác nó đều tăng hết ạ nhưng mà các anh chị nên chọn những cổ phiếu nào giờ nó khỏe hơn ok nha rồi tiếp theo là dòng ngân hàng dòng ngân hàng thì rõ ràng bây giờ, giờ đấy hôm nay tạo ra điểm mua chuẩn cái gì nữa đó đúng không tiếp tục nó bung lên và giờ nó xác nhận nó vượt qua vùng giá khoảng 19 thì mình nghĩ giờ nó sẽ về lại vùng giá đâu đó là giờ 19.720 đó vậy nha và ông này ngày hôm nay có một dòng tiền lên rất là khỏe và tạo một cái phiên bốc kết bay vọt Ok về lại vùng này và giữ đường ma trăm thì quá đẹp có gì nè giai đoạn trước cũng tương tự như vậy nha và nếu mà trường hợp nhà đầu tư đánh ngắn thì nó về lại con số mình vừa chia sẻ từ một người canh bán và sau đó, đó? mọi người canh mua trở lại đúng không ạ rồi à, tiếp theo dòng ngân hàng bây giờ test công banh ngày hôm nay cũng quá ok mọi người đều có một cái trạng thái giờ giữ trên đường ma trăm như vậy nhiều cổ phiếu và ngân hàng đang lấy lại đường MA 200 và ngân hàng mà lấy lại đường MA 200 thì giờ thông thường các anh chị nha. Là VinDes nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi về lại đường MA 200 các anh chị. Mà nếu mà trường hợp về lại đường MA 200 thì nó phải về quanh 1256 đến 1260 các anh chị nha. Thì dĩ nhiên nó phải vượt qua từng cái cột mốc 1 đúng không ạ? Và đừng có một cái tin xấu gì cả. Ok. Rồi HSD Bank cũng giữ trên đường MA 200 STB các anh chị ạ. STB là cổ phiếu này giờ nó không thủng về đường MA 200 luôn, chứng tỏ nó khỏe chứng tỏ nó khỏe CTG lấy lại đường mà 200 lấy luôn đường MA mà 21 có quá ok rồi đúng không khả năng cao vậy trong những phiên tới nó sẽ đánh theo kiểu này nè đó đúng không nó sẽ vượt cái cản chéo này và nó sẽ khi nó vượt qua được cản chéo này thì hoàn toàn nha nó sẽ về lại 35.5 và nó sẽ chinh phục từng mốc một nó lên lại vùng giá khoảng 37 cái gì nha ok và như vậy là gì mọi người mua được giá tốt rồi. bây giờ mọi người cầm thoải mới đúng không ạ MBB cũng lên tiên phong banh thì quá ok đúng không ạ đó Trước đó chúng ta thèm nhỏ giải của phía này bây giờ nó về lại những vùng giá chúng ta cần là phải enter. Như vậy là mình đánh giá và tự trung lại nha. Dòng ngân hàng hiện tại đang ổn, đang khỏe hơn so với lại thị trường và nó có dòng tiền vào điển hình như ngày hôm nay giờ à? à, Vbank với lại à, CTG đúng không ạ? Ít nhất là nó cái khối lượng giao dịch lúc này nó là nhiều hơn Vinex có gì Vinex ngày hôm nay giờ à? nước ngoài bán rồng đâu đó là mọi người chú ý nè. Vinex thì nước ngoài bán rồng tiếp tục gần 860 tỷ nha, đóng cửa tại 1228 như vậy nó còn cách khoảng giờ. Cái gap này là khoảng 3 4 điểm nữa mọi người nha. Tăng ngày hôm nay 11 điểm như vậy giờ nó làm cho nhiều nhà đầu tư rõ ràng mình có chia sẻ nè, tăng lên chữ V các anh chị ạ. Đó. đó. Ha. Và bây giờ biến động thị trường trong ngày hôm nay thì 278 mã xanh và 94 mã giảm. Đúng không ạ? Ha. Ok như vậy là một cái mức độ mã tăng gần như nó gấp 3 lần mã giảm một cái trạng thái tích cực mọi người ạ. À. ha. Hôm qua là nó sẽ tạo ra một cái mẫu nến gì? xuyên thấu. đúng không ạ? và hy vọng là cái đóng phiên cuối tuần nó sẽ tích cực nữa là ok cái gì nha rồi à, tiếp theo giờ à, chúng ta sẽ nhìn nè à, những cái cổ phiếu dòng ngân hàng là mình đã chia sẻ rồi ha giờ, Tiên Phong ban CTG, VB Bank đều là những cổ phiếu khỏe và giờ nó xác nhận tạo đáy và nó lên tiếp tục à, tiếp theo à, dòng chứng khoán dòng chứng khoán thì à, trong một vài phiên gần đây thì nếu mà trường hợp mọi người chú ý thì mọi người chú ý những cổ phiếu nào mà nó thật sự nó khỏe hơn đi nha SSA thì lúc này mình thấy giờ nó đang nằm dưới đường MA200 Chưa chú ý nè Vĩ cũng tương tự như vậy Nhưng mà HCM thì nó lấy lại đường MA200 rồi các anh chị nha ORS nè Cũng chưa lấy lại nha VC vẫn đang nằm dưới nè SHS, VND, MBS và HCM đang lấy lại rồi Đúng không ạ? cũng đang cận kỳ đường MA200 nè BVS hiện tại cũng đang nằm trên đường MA200 Đúng không ạ? BSA, CTS như vậy là giờ trong cái nhóm ngành chứng khoán này hiện tại nếu mà trường hợp nói về cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm ngành này phải là HCM, MBS, BVS và ông giờ FTS, trong đó là HCM, đúng không ạ? Là mình thấy nó giao dịch cái lượng vol nó đỡ hơn, nó ổn định hơn nha. Đúng không ạ? Nhưng mà thật sự để mà à, chọn mua thì lúc này mình sẽ chưa có đánh vội nhóm chứng khoán mọi người ạ. Dĩ nhiên mình đã chia sẻ rồi, những cổ phiếu mà nó giảm mạnh như thế này thì rõ ràng giờ nó sẽ có hiệu ứng Tết dạ yeah, kéo lên trở lại lý do tại sao tại vì cái RSI của nó nó đã về dưới vùng 30 rồi thì cho nên cái việc tăng trở lại là có đó là lý do tại sao mình đã chia sẻ với mọi người rồi à. dấu hiệu bắt đấy tiếp diễn tạo đấy hai nhóm ngành dễ tạo đấy tức là dạ yeah, trong cuối tuần mình đã nhắc nhở với và chia sẻ với mọi người rồi, nó sẽ có một cái nhịp tăng trở lại ha và lên trên này thì bây giờ nó gặp những kháng cự thì mọi người phải chờ đúng không không nên vội ha. ví dụ kháng cự gần nhất của nó là 28 mươi tám năm bảy rồi con BVS cũng tương tự như vậy nè à, Nó sẽ gặp một cái kháng cự quanh vùng giá khoảng 38.7 Và sau đó nó sẽ xây dựng cái nền quanh vùng giá khoảng 37.65 thường là chỗ này các chị nhá Ok Gọi là FTS nè Như vậy là giờ nó chừng nào nó sẽ vượt qua lại đường mà 200 này Và thị trường có cái câu chuyện mà giờ à, tích cực trở lại nha Bên cạnh đó là phải có bùng nổ theo đà thì nhóm này nó sẽ lên lại sau Nó kích hoạt dòng tiền và khi nó sẽ tỷ lệ thuận mà Rồi Ông thép ông Thép thì trong bối cảnh hiện tại thì thấy ngô vẫn chia sẻ với mọi người là giờ mình vẫn tiếp tục nắm hòa phát anh chị. Vẫn ok không có gì cả à, tại vì cái giá chúng ta mua nó cũng gần gần đây nè chỉ lỗm có hai uh, ba phần trăm giờ chưa tới ba phần trăm bốn phần trăm tùy cái giá của mọi người thôi nhưng mà mình đánh giá nha cái vị thế nó vẫn rất là ok chả có gì cả nhưng mà hoa sen nam kim thì giờ nó phải nhìn thằng hòa phát để nó sống thôi nhỉ uh, vgs là cũng đang từ từ uh, đang giữ lại cái đường ma 200 quan trọng lúc này nhóm ngành này á nó phải tay nó bán ít bán đi tí xíu mà người, người tay nó bán ngày nào cũng bán một trăm mười mấy tỷ như thế này thứ nào mà chịu nổi ngày hôm nay giờ nó bán rồng kiểu này mà vẫn giữ được giá xanh là mình đánh giá nó tích cực cái gì nha chứ không phải là tiêu cực nha rồi như vậy là giờ điểm qua chúng ta thấy giờ banh chứng khoán bất động sản đều ổn ít nhất là thời điểm hiện tại trong đó là banh và bất động sản là ok nhất nè và bất động sản công nghiệp trong những phiên trước mình có chia sẻ với mọi người rồi nếu mà NCC chúng ta chốt lại trên cao này rồi Và mình nói rồi, cái hiệu ứng ông Donald Trump mà đắc cử tổng thống cái gì Thì cái sống bất động sản công nghiệp đó Nó không phải là nó diễn ra trong một ngày một bữa Mà nó có thể gì? Nó sẽ diễn ra xuyên suốt trong quá trình đó Nhưng mà từ đây tới đó có gì? Nó, nó còn phải có tin hấp thụ tin tức rồi phải đủ thứ thứ vua á Cho nên là giờ nó còn phải tạo nền đủ các kiểu mọi người ạ à. ha Ví dụ trường hợp bây giờ nếu mà trường hợp nó về lại những vùng giá dưới này à, Thì những cái pha này mình nghĩ nó sẽ pha tích lũy trở lại nè À, đúng không ạ thì lúc đó mọi người canh mua chứ có gì đâu tội vạ gì phải lên trên vùng giá khoảng 42 43 nhảy vô mua vì về, về lại cắt và bây giờ những cổ phiếu này nó phải giờ set up một cái nền nữa mọi người để nó siết chặt lại nha thì là mình đang thấy nó sẽ tích cực và trong nhóm ngành này thì mình sẽ chọn là SSC sau đó là giờ câu chuyện của DTD ha vẫn ok và giờ nó đang hồi phục trở lại cái gì mình không biết là chỗ này nó có tạo ấy hay không nhưng mà nếu mà trường hợp khỏe nha nó phải lấy lại luôn nó phải đóng cửa lại trên vùng giá khoảng 26 còn không hoàn toàn nó phải là về là vùng giá khoảng 24 mươi là bình thường hoặc là ship cái gì nè đó cũng đang vậy, đang tích lũy trở lại và nó đang giờ giống như tạo ra một cái cái cốc cái gì ha hoặc là một cái nền phẳng rất là lớn như thế này luôn đúng không ạ à? đó một cái, cái cái nền phẳng cực kỳ lớn đó thì nếu mà trường hợp giờ cái vùng 73 bây giờ mình thấy vùng 73 sẽ là cái vùng hỗ trợ của nó. Nếu muốn mua thì những cái nhịp mà rung đất các gì có thể là canh mua các anh chị Rồi BCM rồi mới tới BCM nè, rồi mới tới ADC cái gì nè. Rồi KBC nè. KBC thì thật ra mọi người chú ý cái cây này nè. Mọi người chỉ theo dõi nó ở một cái dạng là xem thử là tay nó bán rồng hay là mua rồng hàng ngày hay không thôi. Ha, tay vẫn bán rồng thì rõ ràng nó chưa lên được cái gì ạ và nó sẽ chôn cái lượng vốn mọi người đây và có thể là giờ dòng banh dòng bất động sản nó tăng rồi bắt đầu từ từ nó sẽ điều tiết và sẽ qua đánh những cái câu chuyện những cổ phiếu khác như thế này như vậy là giờ chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta chia sẻ với nhau hơn trong giai đoạn sắp tới các chị nha ok và anh chị chủ động nếu mà thật sự giờ thấy cái phương pháp giao dịch của thái phù hợp với mọi người á thì chủ động nhắn tin zalo ha để vào rút viết rồi và thái ngô không có làm môi giới cho bất kỳ công ty môi giới nào các chị nha bán lẻ ngày hôm nay cũng có mwg nó tăng tích cực nè rồi masan À, Masan nó đang tạo ra một cái cụm đến chỗ này và chỉ cần nó vượt qua vùng giá khoảng 71.6 mình tin chắc nó sẽ tạo đáy luôn cái gì ạ à, và lúc đấy mọi người mua thoải mái ha à, Ok còn những dạng dưới này là những cái dạng mọi người thăm dò thôi đúng không ạ và khi nó phải có một cái tín hiệu xác nhận vượt qua và cái khối lượng lúc này mình kỳ vọng nhá nó phải từ là 6 triệu cổ phiếu trở lên thì nó sẽ ok à, Nói chung là nhiều cổ phiếu bắt đầu nó cũng hồi phục theo câu chuyện của thị trường cái gì vẫn ổn mọi người cứ cầm thôi VCG nhóm đầu tư công thì hiện tại chưa có gì tích cực lắm mọi người ạ à. ha. Để theo dõi thôi à, Công nghệ Công nghệ ngày hôm nay là gì à? CMG cũng hồi phục đó à, Rồi à? À, thằng à, TDM, rồi MFS, là VGI Họ nhà Việt Teo Kinh Việt Teo Bot nhưng mà thật sự nó cũng không phải là vùng mua gì Đúng không ạ Lên trên này thật sự là gì? cái chuyện gì cũng có thể diễn ra Nó có thể tăng tiếp tục nhưng mà rõ ràng nó không đạt điểm mua là không mua Để tránh tình trạng nó giảm sàn như được gì rồi và lên trên này nó biến động rất là lỏng đúng không không phải là chúng ta chỉ nhìn những cổ phiếu này đúng không cứ bình tĩnh và muốn muốn tăng được như vậy mình nói rồi nó đã đè rồi giờ nó đạp nó làm cho nhà đầu tư chán nản các kiểu có gì ạ rồi nó mới tăng đúng không ạ rồi công nghệ nè rồi logistics cảng biển thật sự trong giai đoạn này mình thấy hh quá khỏe cái gì à, công nhận hh phải là cổ phiếu khỏe nhất của dòng này nhưng mà ở chỗ này để mà trường hợp mua cái gì mình thấy nó vội quá ở chỗ này thật sự nha trong giai đoạn vừa qua nó chỉ là test đúng đó là đường trendline này thì mình không biết là về hàng về hoặc là cái những cây hàng này sẽ hấp thụ như thế nào nhưng mà ít nhất nó phải có giờ trạng thái siết chặt cái đà biến động đó lại nha thì lúc đó mọi người có thể là canh mua được à, đúng mà để lúc đó mọi người sẽ, mọi người sẽ biết cái điểm chặn lỗ bây giờ là ở đâu là 42.7 nếu mà trường hợp mọi người mua cao quá thì rõ ràng cái điểm chặn lỗ mọi người nó phải nằm ở tuốt dưới này nè đúng không ạ rồi mới tới vót à, rồi mới tới những cổ phiếu khác nhưng mà mình đang thấy rằng là, là khỏe nhất nha rồi dầu khí lúc này mình cũng chưa quan tâm lắm à, Dệt may à, Tc TnG à, Cũng đang ổn ổn trở lại nữa à, Vgt Trong nhóm này thì giờ, Thằng giao là đánh thoát đấy Nhưng mà những dạng này là những dạng nhà đi lên từ vùng đấy à, Mà đi lên từ vùng đấy Thì nếu mà trường hợp mọi người mua Thì mọi người phải mua gần gần những vùng giá Ví dụ nha Đơn cử là 20.3 Trong bối cảnh này thì Mình thì giờ, mình nghĩ là những cổ phiếu này sẽ ăn theo à, Ngày hôm nay thì cũng có câu chuyện của giờ Thằng đạm hóa chất phân bón gì nó sẽ ăn tăng lên cái gì nè Nhưng mà nhóm này thật sự quá khó đánh cái gì Trong ngày hôm nay thì chỉ thấy đạm Phú Mỹ là có volume này nha Và đạm Cà Mau Đúng à Thật sự luôn Rồi Và hy vọng nếu mà thị trường nó tích cực Thì rõ ràng những cổ phiếu này hoàn toàn nó có thể đánh thoát ra khỏi này này Và nó sẽ bật tăng cái gì nha Rồi Nói chung là khi mà Banh kéo bất động sản kéo chứng khoán kéo thì rõ ràng những câu chuyện cổ phiếu khác nó sẽ đi theo lên từ từ nha ok à, video của thấy là đến đây là kết thúc xin chào hay là mọi người trong chương trình nhận định thị trường vào ngày mai bye bye mọi người nha